Xin mến chào quý bà con của anh chị đã xem kênh Thảo 1990 Vlog. Thì hôm nay Thảo có chuyến đi vào Tịnh Biên, thì chạy ngang sóc người Khmer, thì Thảo gặp được một bé bị bệnh như thế này. Quý bà con của anh chị nhìn cũng rất là tội, thì để đến để trò chuyện với gia đình nha quý bà con cô bác. Dạ con chào hai cô. Hai cô ơi, là mình có ai nói tiếng Việt được không? Cô nói tiếng Việt được không? Dạ, như đây là bà hay là gì cô cháu? Cháu, đây bà già, cô nói đứa cháu này. Dạ, dạ, để cho con gắn cái mic, gắn mic nói chuyện cho nó rõ. Dạ. Dạ. Con thấy cái bé này rất là lạ luôn nè. Nó khoảng bao nhiêu tuổi rồi con? Mà năm ấy, 8 tuổi rồi. 8 tuổi rồi đó hả? Dạ. 8 tuổi mà sao nó... Cái này là hồi nhỏ nó bị như thế nào à, cô? Hồi... Cô ngồi gần gần đây đi, cô ngồi gần gần. Tôi mắt có bị tướng. Dạ. Cát nó chặt làm cát nó mà không. Mình tôi không cần nãy. Tôi chân luôn. Hồi cấp sanh đó, sanh bệnh viện ở Long Xuyên. Dạ, rồi sanh được 2 tuần vì Tết ấy. Dạ. Được 2 tuần rồi, 2 tuần rồi. Bé này nó yếu quá. Thì đây trong vô tủ lạnh. Điện á. Dạ, hấp điện, hấp điện. Dạ. Rồi cái mới chừng khoảng cả chừng nửa tháng mới quay về quay. Dạ. Là bác sĩ nói là bé nó bị cái hội chứng bị bệnh gì á? Mình pet mình thử ấy đó. Hả? Pet mình thật sự ấy. Giống bài liệt không? Như bài liệt ha. Mình thấy bài liệt chẳng ấy. Dạ. Nói bài liệt vậy đó. Bị tại nó lấy lại theo vậy. Dạ. Nó không có mắt, nó còn vừa chết mà xanh tới giờ. Bé này là bé gái hả? Bé gái, gái không à? Gái. Gái sinh đôi hả? Dạ, sinh đôi. Sinh đôi là bé nào? Bé nào là chị. Em? Bé nào là chị? Bé là chị. Rồi bé đó? Em. Bé đó là em đó hả? Dạ. Vậy hả? Dạ. Con tên gì? Kim Lanh. Kim Lanh hả? Kim Lanh. Kim Lanh. Dạ. Kim Linh. Kim Linh, con này à, Kim Linh. Dạ. Vậy là hai chị em sinh đôi. Sinh đôi, mà người chị vậy đó. Dạ. Thì em thì không có sao. Người em học lớp 3 rồi. Dạ. Cái này là Kim Linh, còn đó là Kim Lanh. Kim Lanh, Kim Linh. Là 8 tuổi rồi đó hả cô? 8 tuổi rồi. 8 tuổi mà có bà lớn đó hả? Dạ. Trời ơi, quý bà con của bác. Để Thảo. Ồ, có tay nó có chút xíu à mọi người ơi. Xíu à, tay chân chút xíu à. Ôi ôi. Nó chưa con coi coi chút xíu ăn gì đâu. Ăn ba cái sữa này nó uống được chút chút á. Ôi ôi, đây nè quý bà con của bác. Dạ bữa nay mắt sưng rồi đó, sưng giò, sưng cắn làm sao á. Nó đau hay sao mà thấy nó nhăn mặt hoài vậy? Đau hoài hả, ngày nào cũng đau chứ, ngồi thuốc uống mỗi tháng mỗi ngày. À. Tháng nào ngày nào cũng uống hết. Ôi ôi, đây nè quý bà con của anh chị. Thì mắt đi vậy chút mắt nó chưa có mắt nữa. Dạ. Năm nay là 8 tuổi rồi đó hả? Là 8 năm trời đó. Dạ. Rồi đây là quý bà con của anh chị. Thì hôm nay đi chuyến vào Tịnh Biên gặp được một cái trường hợp của bé này thấy lạ quá cho nên quay cho bà con xem nè. Đó quý bà con. Chị em sinh đôi đó mọi người. Mà bé đó thì bé em em sinh sau, con này là chị sinh đôi luôn đó. Nhìn nó cũng là ná giống ha. Dạ. Nó hay khè hoài vậy đó hả? Hồi xanh tới già vậy không đó. Đi nhà nó có, ví dụ như nó có nói chuyện được cái gì không? Không. Nó không biết gì luôn hay sao? Không biết gì luôn hết trơn. Mình đút vô thì nó nuốt đi. Dạ. Nuốt được thì nuốt được nó nhảy ra. Rồi thí dụ như nó uống sữa được không? Sữa tươi. Như này đó ha. Vậy là nó chỉ uống sữa thôi hả? Nó ăn cơm gì được không? Không. Ăn được cái bọc, ăn cái cháo bọc á. Dạ, ăn cháo à. Dạ, được con muỗng với nó ăn một một buổi muỗng em. Ôi ôi, tội nghiệp quá rồi con. Dạ, thấy nghiệp á. Rồi ba mẹ nó đâu? Ba mẹ ở Đồng Nai. Ba mẹ thì đi làm ở Đồng Nai. Dạ. Cô là bà nội. Bà nội. Dạ. Bà này con đứa con trai à. Chỉ có một đứa con trai thôi. Dạ, con đứa con trai à. Con thấy là ở phía ngoài sau này là cái căn nhà này là của mình hay sao cô? Của mình.
Dạ. Đóng ở đây đó thì đất của nhà nước đó. Nhà nước cho hả? Dạ, nhà nước cho. Con thấy là còn mới quá nè. Dạ. Còn mới quá này là cắt bao lâu rồi? Hả cô? Cắt bao lâu rồi? Dạ. Cái nhà này mình cắt bao lâu rồi? Con thấy còn mới quá nè. Cắt mấy à mà nhưng mới xong đi vô ở được nửa tháng. À vậy là cắt hoàn thành xong hết trơn luôn là mới vào ở là khoảng nửa tháng này, vậy là mới được nhà nước hỗ trợ ha. Dạ. Dạ. Rồi vậy cũng mừng. Dạ. Nếu mà phải mà chưa cái gì đó thì con sẽ kêu gọi. Dạ. Sẽ kêu gọi bà con giúp đỡ cho gia đình của cô. Cô này là tên gì? Tên Nàng Hông. Nàng Hông. Nàng Hông. Dạ. Nàng Hông. À, còn bé này hồi nãy là Kim Linh ha. Kim Linh, Kim Lanh. Dạ. Ồ thấy tội quá quý bà con ơi. Rạp kèm anh ơi. Là cô chỉ có một người con trai thôi hả? Dạ, con đứa con trai thôi. Rồi hiện tại là bây giờ là hai anh chị thì đi làm ở thành phố Đồng Nai. Dạ. Để hai bé này lại ở nhà. Lại cho mẹ nuôi nha. Để cho mẹ nuôi. Ồ thấy nó hồ quá ha. Dạ. Sức tiền ra cho con cháu ăn học. À, hai anh chỉ làm một tháng về lương chắc cũng đủ để mà lo về và gửi về lo cho mấy đứa nhỏ. Không có tăng ca. Nhà công ty giờ nó cũng bèo lắm rồi. Dạ. Một tháng được có mấy người 3-4 triệu à. Trời ơi. Này quý bà con. Giờ ít tiền lắm. 8 tuổi đó mọi người. 8 tuổi. Có chút xíu à. Chỉ càng ngày càng yếu càng ốm. Ồ thấy nó ho hoài ha. Không đó. Có đi khám là nó bị vấn đề phổi này kia đâu không? Đi khám tao cũng nói vậy à. Nói bệnh này trị không có hết. Chừng nó đi nó đem theo à. Biết lấy thuốc gì mà trị cho hết. Bị nó liệt gì rồi, nó tai biến gì rồi, nó làm gì được. Vậy là hằng ngày là mình tắm rửa cũng như là mình phải tắm vệ sinh rồi bồng cháu hoài luôn á ha. Dạ. Tắm nước nóng cho lao đàng hoàng bằng đêm đắp mụn đắp mềm cho nó vậy đó. Cũng vậy nó cũng là còn vậy. Nó có lên cơn xỉn gì không? Dạ. Trời ơi, nó hò mọi người thấy tội nghiệp quá. Bé gái luôn mà con. Dạ, gái không. Chị của bé đó. Dạ. Hai chị em song sinh luôn mọi người. Được cả hai đứa rồi, giờ mới bị đứa vậy. Còn đứa. Giờ lấy nhiều quá khổ, giờ làm nhà này cũng dai tiền ta lại làm. Dạ. Tốc tông chút đi. Vậy là cái nhà được nhà nước cắt, rồi con thấy là ốp gạch tường lên phía trên luôn là dạ. Nhà mình đắp thêm nữa ha. Thêm. Dạ. Thêm mình chạy cái mương. Nhà tròn ca, tròn ca. Tròn ca. Dạ, em tròn ca. Thêm mương tiền chứ. Mượn tiền thêm ha. Dạ. Dạ. Không có tiền. Ừ. Làm sâu quá thì nó mau hư, làm ít nó hư mau. Dạ. Thà làm cái một luôn ha. Trời ơi, liền mà quý bà con của bác. Trời ơi, cái chân gì mà có chút xíu à, quý bà con ơi. Đây nè. Mới sưng bữa nay. Đây nè. Nghe không mọi người? Tội nghiệp phải không? Thật to mà mẹ. Nhắc tối nó ngủ dễ không con? Sao? Giấc tối bé nó ngủ dễ không? Nó ngủ. Nó có la gì không? Nó cũng quậy, nó khò khè khè. Khò khè gì hoài luôn hả? Nó khó chịu trong người á. Trời ơi, vậy là nè. Nằm liên tục 8 năm. Dạ. Trời ơi. 8 năm. Em lớn là xanh thứ một lượt màu cũng thành đâu. Trời ơi, đây cái trường hợp này mọi người. Dạ anh chị đó. Nó khó khăn chú ơi. Chẳng thà nó mắc đi mình dễ để thấy gì cũng từ nghiệp. Dạ, thà cho nó mắc gì mà nó khỏe dạ. Ha. Ừ, cho mắc đi thì dễ, giờ nó còn vậy nè, nó không chịu mắc. Nó sống nước, sống sữa chút này. Đây là bà nội của cháu Kim Linh. Ừ, cháu Kim Linh. Hai chị em song sinh, ở bé ngồi ở phía trong là Kim Lanh. Dạ. Đó, quay cho bà con xem nè, cuộc sống... của người dân tộc Khmer. Con thấy là ở phía ngoài trước này là có một cái cắt một cái chạy nhỏ nhỏ này là dắt chưa là để cho bé nó ở ngoài trước ha. Nên sao? Lúc trước đó hả? Như cái chạy này nè, cái chạy này nè. Cái chạy này nè. Chào nè. Ờ dạ. Cắt để cho em bé nó nằm trong võng vậy nè. Dạ. Sao mình không để nó ở phía trong nhà cho nó ấm? Mà ngoài trước này con thấy gió rồi nó lạnh không? Nó cũng vậy à, ấm nó không chịu ấm là nó nực nó. À. Cũng nó quậy à. Nó la nó
tung tăng nó không có chịu ngủ. Cũng đưa giọng ra ngoài cho nó, để nó quen rồi. Nó hay hả miệng ra ngoài vậy ha. Ừ, cũng mọc răng nó ra, nó cũng mọc răng bình thường mà phải không? Ừ. Nhưng mà có cái là nó không có nói chuyện được. Không được đâu. À, nó có mọc răng đó mà con cô bác. Mọc răng đàng hoàng. Người ta như thế. Trời ơi con gái đó bà con. Gái gì vậy, tội gì không biết. Sao đẻ ra con vậy. Tắm rửa cho cháu nó dễ không cô? Tắm cũng bình thường vậy thôi. Người tức nổi vậy không? Rồi thí dụ như như bé này nè. Cô ơi bé này là thí dụ như có mặt tả này kia đồ cho nó không? Tả, mặt tả, mặt tả vào trong người nó, trong vệ sinh cho nó đó. Có. Dạ. Tả một đêm nha. Tả, bị tả. Tả lên mọt lùng mà dốc bật bay. Tả một đêm mới 3-4 ca tả lắm. Vậy đó hả? Dạ. Nó đi vệ sinh thường á. Dạ, mà khai mà nó đi sinh, sinh đây khó, sinh đau cậu ơi, không khó không à. Mua không nha. Đi chứa anh thằng tiệm nó thiếu. Đi chữa, mua chứa anh thằng tiệm nó. Chừng nào mẹ làm, mẹ gọi ra trả. Nhiều ít thì cũng lo trả, lo cho cháu vậy đó. Chỉ một tháng hai vợ chồng vậy làm gửi về cho cô á là một tháng được bao nhiêu? Vài triệu ha, 2 triệu, 1 triệu mấy vậy đó. Dạ. Làm ít lắm, bị phòng mình mướn á. Trò mình mướn, trò mướn phòng đó mắc lắm, trên Đồng Nai. Rồi bây giờ tiền lương nó thấp. Tiền lương không có, được 1 triệu mấy vậy đó, dạy cho. Ba người ăn nó cho 1,5 triệu, cũng chừng cho có khi được nhiều 2 triệu. Còn có 1 triệu mấy. Đâu 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 cô để bé nó nằm xuống thôi. Có cái gối không cho bé nó nằm xuống thôi. Ủa đây là bà con ơi, 8 tuổi mà tay chân đồ nó teo có chút xíu à. Đâu đâu đâu. Cô để cho bé nó nằm á. Nó nằm xuống được không? Bé này nè, bé này nằm xuống được không? Bé này nó nằm xuống được không? Ôi ôi đây kìa mọi người. Thôi giờ nó thay dân, con nó bị chân cái này, nó bị chân kìa. Ờ, vậy đó ha. Dạ. Hai hôm qua chân bị thọt. Trời ơi. Đây nè, mọi người 8 tuổi nè, có chút xíu nè. Chị bị ơn đâu, bà nào chả ăn con. Thật tiệt không có gì để ngoài này mà gió thổi nó lạnh. Chị em hai đứa nó vậy đó. Dạ. Ồ, đây nè mọi người, thấy không? Ờ, có gì 8 tuổi đó nha bà con. Trời ơi. Làm như không. Đó nè, để mình quay cho bà con xem nè. Đó. Chị đó, chị cô bé bên đó đó. Chị cô bé. Bên Kim Linh. Em. Kim Linh. Người chị. Đây chị nè. Kim ấy Kim Lương. Nè, để cho bà con xem. Tao rồi co. Ôi ôi cái tay nữa nè mọi người ơi. Đâu có gì đâu cậu ơi, ăn uống gì được, mà thật ra càng ngày càng yếu. Thường thường con có giữ chị không? Con có giữ chị tiếp bà nội không? Chùi mà Âu nó là chùi. Có không? À, tại vì ở trong đây thì các cô đây là chỉ có cô đây thì gành về tiếng Việt một ít mọi người. Còn nội của cháu thì không có gành tiếng Việt. Cho nên nhờ cô bên đây chia sẻ cho bà con. Nó là nó như vậy hoài thôi chứ nó cũng không có biết được cái người nào hết trơn. Không biết được chị, không biết nội luôn. Người em thì nó mới biết. Biết bà ngoại, bà nội. Bà ngoại cũng có đó. Nhưng mà nói người ta không, bà ngoại cũng nuôi, bà nội. Bà nội vậy, giữ. Vậy là bà ngoại không có nuôi ha. Bà nội, bà ngoại là ở đâu? Bà ngoại ở Túc, mà đâu. Cái được đi Túc Quỹ Ban cho. À. Nhưng mà không có lo ha. Không. Để cho bà nội lo ha. Bà ngoại không lo bà nội thôi. Ủa có tài nữa nè. Dạ. Cái này nó dơ ra được không hay là nó quéo lại gì luôn con? Còn quéo đi hoài à, nó không vậy có đó là hả? Chắc này mà tạp tạp chắc nó nắp hoài nó. Ờ à, đây nè bà con. Ôi ơi lên nổi gần cổ luôn. Nó làm nó hư thổi hư gì hết trơn. Mà nó chưa tới xong nó đi. Dạ. Thấy tội quá quý bà con cô bác. Hôm nay cái chuyến mình đi vào tình biên mà mình gặp được cái trường hợp như thế này, cái bé như thế này thấy tội quá. Thôi để cái chân ở lên đây. Anh là bịa sạn tru cái nè. Ôi. Không có một cái miếng mà thịt gì luôn mọi người. Nó vô tới xương luôn nè. Hậu hai. Nó
xương vậy đó. Chừng đó. Nó chụp kẹt xa ai đó, bọn ta phấu ở đồng trung. Thì để Thảo sẽ trích một số tiền ra để cho bé uống thuốc của Mạnh Thường Quân, hỗ trợ giúp cho bà con nghèo, gửi cho gia đình để cho bé uống thuốc với bà con của anh chị. Thì lại tìm hiểu thì cái căn nhà này là cũng được nhà nước hỗ trợ rồi, thì nói chung thì cũng cũng ổn về cái hoàn cảnh. Bây giờ là chủ yếu là bé, cho bé uống thuốc thôi, cho nên thì Thảo Khoa sẽ không có kêu gọi Mạnh Thường Quân giúp đỡ, chỉ cho bé uống thuốc một phần nào đó thôi quý bà con cô bác. Kính thưa quý bà con cô bác anh chị, thì Thảo xin trích số tiền của Mạnh Thường Quân của cô Nhật Từ ra để hỗ trợ giúp cho bà con nghèo. Bây giờ Thảo sẽ trích 1 triệu của cô để gửi cho cháu này uống thuốc, Kim Linh. Bà nội của cháu nhận giùm ha. Cô có qua đây nè con. Dạ. Dạ. Đây con gửi cho 1 triệu để mua tả cũng như là thuốc rồi cho cháu uống ha. Dạ. Dạ. Thì cô là người dân tộc cho nên là cô không có nói tiếng Việt được. Dạ. Cô không có gành. Cô bên đây sẽ cô có đôi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm con ha, tại vì cô bên nội của cháu thì nói chuyện nói tiếng Việt không được. Dạ. Dạ. Cô ở nhà cũng gần ở đây luôn ha? Dạ, cũng gần tại luôn. Đây nè quý bà con cô bác ơi. Tại vì mỗi người mỗi số mà không có biết được khi mà sinh, lúc mà đi siêu âm á là có biết không? Có biết là bé nó bị bệnh ở trong bụng mẹ không? Hồi cấp siêu âm nó cặp tôi thọt siêu âm mà đang thằng cậu nó khâu chứ. Cậu nó cặp dân siêu âm tiền cát nữa. Tiền cát ấy. À. Mình đừng giới đâu. Thôi không nghe dâu nói đâu. Thì cấp đi siêu âm thì tại bây giờ cái khoa học bây giờ nó tiên tiến chứ lắm. Khi mà cháu ở trong bụng mà nó có cái vấn đề gì là khoa học người ta siêu âm ta biết hết á. Dạ, ta biết hết á. Nhưng mà chắc này chắc nghĩ là đầy đủ không biết, mình không biết. Dạ, chắc chỉ có thể là chỉ lo làm mà chỉ lo làm. Không có đi khám định kỳ này kia đâu đó. Thì không có biết là cháu nó có bị bệnh ở trong trong bụng. Mà không biết, không có đi khám á. Phải mang rồi, bây giờ làm công ty có tình là thuốc mang không á. Thuốc làm công ty đó. Thuốc gì thuốc rẫy thuốc tùm lum hết trơn á. Chắc nó dính nhỏ này sao mà mình sẽ âm có thấy quốc mới nâng vậy đó. Rồi thì con xin chào các cô nha. Yeah. Thảo xin chào quý bà con cô bác anh chị. Yeah.